Phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam nhận được phản ảnh của một cư dân đang sống tại khu chung cư mini có địa chỉ tại số 31, ngách 29, ngõ An Trạch 1, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi là những cư dân đang sống tại khu chung cư này. Chúng tôi đã mua căn hộ tại khu chung cư này, hợp đồng ký với chủ đầu tư khu chung cư là ông Bùi Anh Đức. Khi mua bán, chủ đầu tư có hứa hẹn về việc sẽ tách sổ đực cho từng căn hộ. Cho đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư nói rằng việc này không làm được, sổ đỏ vẫn đứng tên chủ đầu tư, bàn giao cho ban quản lý giữ. Chúng tôi không có sổ hồng cho căn hộ đã mua của mình nhưng cũng không có hợp đồng thuê nhà, bởi căn hộ là của chúng tôi do đã mua. Bởi vậy, khi đi đăng ký tạm trú tại công an phường Quốc Tử Giám, chúng tôi đã không đăng ký được. Như vậy, nếu theo đúng quy định, chúng tôi đang cư trú bất hợp pháp trên địa bàn, trong chính căn hộ mà mình đã bỏ tiền mua. Cư dân tại chung cư mini này phản ánh, do không đăng ký được tạm trú nên nhiều việc tưởng đơn giản bỗng trở nên phức tạp. Các hộ dân trong khu chung cư này không đăng ký được hợp đồng cấp nước riêng mà chỉ có một hợp đồng cung cấp nước đứng tên chủ đầu tư, đường nước cùng đồng hồ nước dùng chung cho cả tòa nhà chung cư. Mỗi hộ tự trang bị một đồng hồ nước rồi cuối tháng cộng tổng chi phí sử dụng nước lại, đối chiếu theo mức độ sử dụng nước của từng căn hộ rồi đóng góp để thanh toán với đơn vị cấp nước. Cư dân cũng phản ánh do không đăng ký được tạm trú, nhiều căn hộ đã ban đầu đã không có hợp đồng cung cấp điện với Điện lực Đống Đa, đã bị dán thông báo về ngừng cung cấp điện trên cửa căn hộ. Cư dân cho biết, phía Điện lực linh động với việc yêu cầu cư dân về nơi đang đăng ký thường trú để xin xác nhận tạm trú ở địa chỉ này, một điều không đúng theo quy định. Cũng chẳng có cách nào, chúng tôi đành làm như vậy và cuối cùng thì cũng đăng ký được hợp đồng cung cấp điện riêng cho các căn hộ. Một cư dân tại chung cư này cho biết do không đăng ký được tạm trú, các việc như xin học cho con và một số thủ tục hành chính khác là không thể thực hiện được. Còn một cư dân đang sống tại khu chung cư mini có địa chỉ tại số 71C, ngõ 236 Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, phản ánh, cho đến thời điểm hiện tại, vụ việc chủ đầu tư khu chung cư chúng tôi đang ở mang sổ đỏ của khu chung cư mini đi thế chấp để vay ngân hàng vẫn chưa giải quyết xong. Chúng tôi vẫn sống bất an trong căn hộ của chính mình. Ông Dương Xuân Sơn, đại diện cư dân sinh sống tại khu chung cư này, chia sẻ thông tin, vào năm 2012, 40 hộ sinh sống tại chung cư này đã ký hợp đồng mua bán căn hộ với chủ đầu tư là ông Dương Tuấn Cường. Các căn hộ có giá bán từ 700 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng tùy theo diện tích. Các chủ hộ đã thanh toán đầy đủ số tiền mua căn hộ theo hợp đồng cho chủ đầu tư, giữ lại 10 triệu kèm theo cam kết của chủ đầu tư là khi nào nhận được sổ hồng cho mỗi căn hộ thì sẽ bàn giao nốt số tiền này. Các cư dân sau khi mua căn hộ đã sinh sống tại khu chung cư này từ đó đến nay, dù mặt ngoài khu chung cư chưa được hoàn thiện, nước ngấm vào tường nhiều căn hộ. Cư dân khu chung cư cũng phản ánh tòa nhà tuy có chứng nhận an toàn phòng cháy chữa cháy nhưng không có phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy nào mà người dân phải tự trang bị. Sau một thời gian, một số căn hộ đã đổi chủ, được mua đi bán lại. Vào tháng 10 năm 2020, cư dân tại chung cư mini nhận được thông báo về việc Tòa án Nhân dân quận Đống Đa thụ lý vụ án dân sự tranh chấp hợp đồng thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và ông Dương Tuấn Cường. Lúc này, cư dân mới biết ông Cường thế chấp quyền sử dụng đất tại Techcombank chi nhánh Thăng Long để vay tiền. Năm 2022, Tòa án Nhân dân quận Đống Đa đã ra quyết định buộc ông Dương Tuấn Cường và một phụ nữ liên quan phải thực hiện nghĩa vụ nợ theo hợp đồng tín dụng đã vay với tổng số tiền bao gồm cả gốc và lãi. Các hộ dân cư đứng trước nguy cơ mất nhà do sổ đỏ của tòa nhà được thế chấp để vay ngân hàng. Phía ngân hàng có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án tiến hành kê biên tài sản bảo đảm để thu hồi nợ. Cư dân khu chung cư này đã tiến hành liên hệ với ông Dương Tuấn Cường nhưng không được và đã viết đơn cầu cứu khắp nơi. Đến thời điểm này, đại diện cư dân cho biết, sau khi chúng tôi đã liên hệ được, phía chủ đầu tư là ông Dương Tuấn Cường đã hứa tìm cách khắc phục. Cư dân trong khu chung cư mini cũng đã phải bỏ tiền ra để cùng khắc phục nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết xong. Chúng tôi chưa thể có sổ riêng cho từng căn hộ hay có sổ chung, hoặc được chủ đầu tư bàn giao lại sổ đỏ cho đại diện cư dân. Tại các khu chung cư mini, một hình thức vẫn được sử dụng là mỗi căn hộ có một đại diện đứng tên trên sổ đỏ chung của khu chung cư. Cư dân tại khu chung cư mini số 31, ngách 29, ngõ An Trạch 1 và khu chung cư mini số 71, ngõ 236 Đại Từ hiện tại đều chỉ có hợp đồng mua bán căn hộ, người đứng tên trên sổ đỏ khu đất vẫn là chủ đầu tư. Cư dân tại một số khu chung cư mini khác chia sẻ rằng hiện chủ đầu tư nói rằng việc này khó. Với việc nhà của mình nhưng sổ đứng tên người khác, ngoài nguy cơ cháy nổ, an toàn xây dựng, nhiều cư dân chung cư mini còn không thể yên tâm về mặt pháp lý,